Chỉ trong 3 ngày là mấy bạn sẽ thấy nó lên rất là nhanh. Cái cải xanh này đêm trước đêm sau là cái hộp nó tròn lại. Tưới từng cái sọt cho thiệt là ướt nha. Chúng ta ướt càng ướt thì hộp chúng ta nó càng sớm mau đâm lên. Rồi, thế là xong. Rồi, phần hộp còn lại nữa các bạn. Bạn bỏ ngược lại vô cái bọc ha, rồi mình lấy cái quẹt á, mình hơ lại để đợt sau mình trồng tiếp nha. Các bạn lưu ý ha, ta bỏ đổ ngược lại rồi lấy quẹt ta hơ lại để đợt sau mình trồng tiếp. Rồi, bên đây thì mình bỏ cải xà lách đây. Cái xà lách thì chúng ta không cần sáng hộp đâu, tại vì cái xà lách hộp nó rất là mịn, nó là không có sáng được đâu, chúng ta cứ gãi đại lên thôi, gãi cho nó đều đều thôi. Xét cải xanh nha, cải xanh thì có sáng. Mỗi ngày bạn tưới 2 lần nha, sáng sớm lần, chiều lần, thì trong 3 ngày là mấy bạn sẽ thấy nó lên rất là nhanh. Cái cải xanh này đêm trước đêm sau là cái hộp nó tròn rồi.
để nó lên nhanh nữa là phải xịt thuốc. Lưu ý là cái này bằng này là không được tưới nha, mình tưới là nó sẽ bị bít hột, mà bít hột nó nghẹt nó lên không được. Cải được một đêm là người đã cải hoàn bỏ được một đêm đó, nó nứt hầm ra, nứt hành ra đó mọi người hiểu chân chỗ nào cũng có bên đây mọi người, không có nứt ra đó buông mọi người rồi ha. Rồi bây giờ mình tưới mọi người, ngày nào mình tưới gì đó, tưới thì nó ngập. Mới 2 đêm nè, cây xanh nè, mọi người thấy không, cây xanh nó là đều hết trơn, trắng hết trơn, thấy chưa, đó là đều bon luôn. Đây, cây xà lách nè, cây xà lách thì đều hết trơn, mọi người thấy chưa, từ từ. Rồi, mình xịt thôi, nó ướt thiệt ướt. Rồi, mọi người xem tóc xem một cái nha. Thank you.